Xin chào, cái cách quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách muốn tìm kiếm hoành phi câu đối thì quý khách có thể vào trang chủ, sau đó quý khách gõ Đồ Gỗ Hiền Lành thì nó sẽ ra một loạt các cái video như thế này. Thì chúng ta sẽ kích con trỏ chuột vào đây. Và đây một video tiếp theo chúng ta sẽ vào đây thì sẽ hiện ra hàng loạt các cái mẫu hoành phi câu đối. Đây là hoành phi câu đối bằng gỗ gụ này, số lượng lớn này, hoành phi gỗ rổi sơn son thép vàng này, rất nhiều hoành phi câu đối gỗ hương đá này, hoành phi câu đối gỗ gụ thư pháp này, hoành phi câu đối gỗ rổi ta sơn son thép vàng chữ phúc, gỗ hương đỏ, gỗ hương đá này, rất nhiều lộc bình, bộ bàn ghế gỗ mun, rất nhiều các cái video để cho chúng ta tham khảo. Hoặc có thể quý khách có thể truy cập vào danh sách phát cũng rất là nhiều. Chúng tôi có sản xuất cả ngựa thờ, hoành phi lồng cuốn thư này, hoành phi lồng cuốn thư gỗ hương đá này, ngài thờ, khám thờ, chấp kích, bát biểu, lộc bình, hoành phi câu đối liền khối này, hoành phi câu đối đã được hoàn thiện rất là nhiều. Quý khách có thể truy cập vào hoành phi câu đối bằng gỗ hoặc truy cập vào trang chủ Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Hoặc trên đây chúng tôi có đặt đó là các cái danh sách phát như thế này. Thì quý khách có thể xem ở đây này, sập thờ các loại này, ngai thờ này, hoành phi câu đối ôm cột này, các cái bộ bàn ghế móc mỏ, hoành phi câu đối gỗ hương, cuốn thư câu đối, ngai thờ và đồ thờ khảm chai, khảm ốc, hạc thờ, sập thờ gỗ mita, rất nhiều. Quý khách có thể xem. Đây là trang chủ Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hiện tại thì chúng tôi đang có 5.205.000 lượt xem. Cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc đã quan tâm theo dõi chúng tôi. Đồ Gỗ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý khách có thể truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Chúng tôi vào một vài video để cho quý khách có thể xem. Đây là video chúng tôi vừa mới đăng, hoành phi câu đối gỗ gụ số lượng lớn. Quý khách có thể theo dõi video clip này, video clip mới nhất mà chúng tôi vừa mới đăng tải ngày hôm qua. Hôm nay cơ sở gỗ Đồ Thời Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách. Đây là cái mẫu hoành phi câu đối lồng cuốn thư, câu đối phẳng đầu vuông. Trên toàn quốc, 3 bộ hoành phi câu đối được làm 100% từ chất liệu gỗ gụ của Lào. Đây cũng là đơn đặt hàng của 3 khách hàng, các cửa hàng ở chúng ta có thể cho toàn quốc, chế độ hay còn gọi là khách hàng đại lý. 3 bộ hoành thì chất lượng video hình ảnh nó sẽ nét hơn. Bộ hoành phi câu đối này có đầu kích thước dài 2m17. Hoành phi là dài 2m17, rộng 6-7, ván dày 3 phân, điều khắc hoành phi lồng cuốn thư, kèm theo đó là cảnh hoa sen. Quý khách có thể kích vào đây. Trên chất liệu gỗ gụ, ván dày 3 phân, khung tranh dày 7 phân và một bộ hoành phi. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái video clip đồ gỗ mới nhất. Truy cập vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc TikTok Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi có cập nhật trên các cái nền tảng mạng xã hội hiện nay cũng đang rất là hot trên thị trường. 3 cái nền tảng Facebook, TikTok và YouTube để quý khách có thể tiện theo dõi hơn. Xin chào quý khách đã quay trở lại.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong video clip tiếp theo.